chua ăn, gọi theo tiếng Khmer có nghĩa là Wat Angkor Rai Pore, nằm cạnh kế bên là ao bào ôm và đối diện đó là bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer ở Trà Vinh. Khuôn viên chùa rộng hơn 3,5 hecta với nhiều loài thực vật quý trồng trên đất cát như là những cây sao, cây dầu, tre và cây trúc. Trong đó có hàng trăm những gốc sao, dầu, những cây cổ thụ có tuổi đời lên đến hàng ngàn năm bao quanh ngôi chánh điện uy nghi này. Từ cổng chánh điện đi vào là một lối đi giữa hai hàng cây cổ thụ thân rất là to, phút lên che mát cả một không gian của ngôi chùa. Lối đi ngang chừng 4 mét và dài hơn 400 mét bao quanh ngôi chánh điện, và xung quanh của ngôi chùa còn có một công trình rất đặc biệt, đó là hào được đào xung quanh. Ngày xưa, cái hào này được đào xung quanh ngôi chùa theo cái văn hóa xưa, đó là để bảo vệ cái ngôi chùa tránh những con vật bò sát hay là những cái con hổ beo có thể là xâm nhập vào ngôi chùa. Theo truyền thuyết thì chùa Ân được hình thành cách đây khoảng 1.200 năm, được xây dựng với quy mô nhỏ nhưng mà được tu sửa lại vào năm Thiệu Trị thứ 3, tức là năm 1842 theo Tết Dương lịch. Từ đó đến nay thì ngôi chùa được trùng tu và sửa chữa lại rất nhiều lần để có được kiến trúc như ngày nay. Các diềm mái được trang trí hình rồng, thân nằm uốn khúc sảnh soi ở trên những cái mái, và phần thân mái là những cái vảy rồng. Và con rồng trên đó theo sử thi của Ấn Độ và du truyền sang Chân Lạp ngày xưa thì đó là con rồng Naga. Bốn bức tường ở chánh điện là những bích họa đặc sắc thể hiện tư tưởng của Phật giáo thông qua con đường tu hành của Phật Thích Ca. Ở trên trần là bốn bức bích họa hoành tráng thể hiện bốn giai đoạn trong cuộc đời của Phật Thích Ca là Phật đản sanh, Phật xuất gia, Phật thành đạo và Phật nhập niết bàn. Bởi thầy phụng Phật trong chánh điện chùa Ân cũng được các nghệ nhân thời ấy tập trung công sức để thể hiện. Toàn bộ bệ là một tòa hoa sen với nhiều cánh đặt ở phía sau. Những cái lớp này được chạm trổ bằng gỗ rất là tinh xảo với nhiều hình hoa lá cành, những con muông thú được sơn son thép vàng. Cũng như những ngôi chùa Nam Tông Khmer hay còn gọi là chùa theo trường phái Tiểu Thừa thì chánh điện chùa Ân chỉ thờ duy nhất là Phật Thích Ca ở trong tư thế ngồi thiền định. Phía trước ngôi chánh điện là ngôi tháp chứa di cốt của những vị sư cả, sư trụ trì qua các thời kỳ. Đặc biệt hơn, đây là ngôi tháp, năm ngọn tháp duy nhất ở các ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh. Tháp năm ngọn là sự ảnh hưởng của tư tưởng Ấn Độ giáo về vũ trụ, thiên nhiên, con người. Điển hình như chúng ta thấy đó là kiến trúc của đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Các giá trị độc đáo mang tính đỉnh cao về nghệ thuật kiến trúc và hội họa, điêu khắc mang đậm bản sắc văn hóa Khmer có sự giao thoa nhất định với văn hóa của người Việt, người Hoa, người Ấn Độ và Thái Lan. Ví dụ như con rồng, về cơ bản, rồng Naga của Ấn Độ khi mà du nhập sang Chân Lạp, tức là của người Khmer, thì lúc đó con rồng Naga có hình là hình rắn, là 3 đầu, 5 đầu, 7 đầu hoặc 9 đầu. Nhưng khi du nhập vào Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam ngày xưa là có sự hiện diện của người Hoa, thì cho nên bị ảnh hưởng bởi văn hóa người Hoa thì Naga này còn được biến dạng thành có hình con rồng, trong này là đầu rồng nhưng mà đặc điểm là rồng Naga, lại không có chân nhưng mà rắn Naga được giữ lại thuần tí. Với những giá trị về tinh thần, về vật chất và những di chỉ khảo cổ còn sót lại thì chùa Ân được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng là di tích lịch sử C
cấp quốc gia vào năm 1994. Ngày nay thì Chùa Ân là nơi diễn ra nhiều sinh hoạt, văn hóa, lễ hội. Ở trong đó thì có những lễ hội như là thả đàn gió, thả hoa đăng vào lễ Ok Ông Bóc của người Khmer. Đây là một di sản văn hóa cấp quốc gia vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Thank you.